Hello cả nhà, em chào các tình yêu nhá. Chào tất cả các quý khách hàng đang xem trên kênh của em Yến ngày hôm nay. Em Yến đang có lô chai cao 1 mét. Lô chai cao đúng 1 mét luôn cả nhà nhá. Siêu đẹp luôn này. Gốc to như điếu thuốc, như ngón tay út. Hàng rất là sẵn ở vườn. Vừa rồi chay thì các bác biết rồi ạ, nó bị cháy hàng, đúng không? Nó bị cháy hàng nên là một số khách hàng hỏi em thời điểm vừa rồi là em cũng có hàng mà bán. Hiện tại bây giờ thì nó lại có rồi, một số anh chị em lại nuôi và lớn rất là nhanh nên là bên em thì không phải là cái gì cũng có thể sản xuất được mà phải là trao đổi hàng. Mình có hàng này, người khác có hàng khác thì có cái sự trao đổi lẫn với nhau. Thế cái điều này thì chắc là các bác cũng biết. Đấy, và em thấy rất nhiều bác hỏi em về cái cây chay này. Các bác lưu ý cho em, đây là bầu đất nhá, nó khá là nặng đấy, một bầu này 3 cân cơ, chứ không phải là nhẹ đâu. Nhưng mà cái ưu điểm của cây chay thì các bác biết rồi, em thấy gia đình Việt Nam mình, gia đình nào cũng thích có một hai cây chay trong vườn. Nấu canh chua này, rồi ăn quả này, rồi làm thuốc này. Quả chay mà thái nhỏ ra, thái mỏng ra, phơi khô xong rồi nấu canh chua anh chắc thả vào như kiểu là cây tái chua ấy ạ. Chị lấy cái băng dính nhé. Chị lấy cái băng dính ấy, chị quấn vào. Đấy, cây đẹp, mỡ tơ, mỡ đẹp luôn cả nhà nhá. Yên tâm một điều là siêu đẹp luôn. Đấy, chứ không phải là bình thường. Đây. Cái này là chưa xếp ra này, em quay luôn trong túi bóng cho cả nhà luôn này. Đẹp luôn. Lá mỡ mờ luôn. Các bác nhìn rõ đây là lá chay nhá. Em thử gang tay xem chuẩn 1 mét không? 1, 2, 3, 4, 5, đúng 1 mét luôn nhé các bác nhé. Mà nó xung xuê như thế này. Lâu lắm mới có một cái lô chay đẹp như này. Ở đây em có dòng chay giống, nó chỉ cao có tầm 20-30-35 phân các bác nhé. Nếu mà bác nào mà thích dòng chay giống thì mình vẫn có thể trồng cây chay giống, hoặc nếu mà mình thích dòng chay cao thì mình sẽ dòng chay cao. Thực ra thì cái cây 1 mét như này thì sẽ là lựa chọn những bác nào mà kiểu mình lười chăm sóc hay chăm bón ấy, bởi vì cái cây 1 mét này nó đã bắt đầu có tán rồi, nó bắt đầu xòe ra một vài nhánh rồi. Còn cái cây mà cây giống 30 phân thì cái cây giống mà 30 phân thì nó mới chỉ có một thân lên thôi. Và bản thân cây chay thì các bác biết đấy ạ, nó nếu mà 30 phân ấy thì nó khá là bé, nó khá là nhỏ, chứ nó lại không được nó không được cứng cây như cái cây hàng 1 mét. À, 1 mét nó đã xòe như này thì bao giờ nhìn nó cũng khá là cứng. Nếu như mà chúng ta dùng cái diện tích lớn ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn dòng 1 mét để trồng, để chăm cho nó dễ. Và thực ra em có những cái chia sẻ như này với tất cả các bác. Nếu mà diện tích của chúng ta rộng ấy, thì các bác có thể trồng cái cây chay này khi mà nó lên đến... Các bác có thể sang bầu to một chút nhé.
khi mà các bác trồng ấy mà nó lên đến đạt ở ngưỡng tầm 3-4-5 phân thì cái thị trường đầu ra của dòng chay này em tương đối là lớn. Nếu như mà các bác mà có nguồn hàng như thế này thì các bác có thể trồng và chờ cho choai ấy, nó hà khi hàng nó choai ấy thì cái nguồn đầu ra của cái hàng này các bác cứ yên tâm, các bác có thể lại liên hệ với em Yến nhá. Em có thể mua lại, em có thể lấy lại cho khách hàng bên mình những cái dòng chay choai. Còn những cái dòng cây chay quá to ấy, đường kính khủng thì lại số lượng em lại lấy nó hạn chế thôi, bởi vì là cái giá thành tiền lúc đấy nó quá cao. Không phải là cây gì em cũng bốc được một cái lượng lớn. Thường thì sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố là giá thành nữa. Còn cái cây mà đường kính 3-4-5 thì cái giá nó rất là hợp lý để lấy hàng về cho khách hàng bên em mua lẻ, mua xỉ với các tỉnh, nên là nó giá nó không quá cao. Còn cái cây mà nó đã lên đến 5-7-10 triệu, 15-20 triệu thì nó lại khác. Đây, các bác có thể thấy là nó gốc nó sẽ bằng ngón tay út của em nhé, nó sẽ đều đều bằng ngón tay út của em. Cây cái bầu này nặng đấy, cái bầu này 3 cân hơn 3 cân đấy, nó khá là đanh luôn đấy em nhé, các bác thấy không? Bầu đất thịt đấy, nó rất là nặng, nó rất là đanh luôn. Đấy, chúng ta về bóc cái túi bầu này ra và trồng bình thường, đào cái hố 20x20, 20x30 cho em, cho chút phân chuồng ngủ mục vào, cắt bấm bớt ngọn đi, bấm bớt ngọn và lá đi, cây lớn ở mầm luôn, khỏe luôn. Chứ các bác đừng trồng theo kiểu là cứ để giữ ngọn. Chúng ta càng bấm bớt lá, bất cứ cây gì cũng thế, khi trồng là chúng ta bấm bớt hết lá đi. Khi bấm bớt hết lá các bác trồng xuống, cây nó bật lên rất là nhanh, nó rất là khỏe cây nhá. Và hôm nay cái video của em Yến ngày hôm nay chia sẻ với các bác, đây là cái dòng cây chay cao 1 mét ở bên em, hàng đang sẵn. Các bác thích dòng cây này thì các bác có thể liên lạc, có thể inbox cho em Yến hôm nay nhé. Lượng hàng thì em đang sẵn, các bác cần thì em có luôn. Em có thể gửi hàng đến các tỉnh. Và cái hàng này thì thường em vẫn như là tất cả các video trước chia sẻ, em Yến luôn bám theo hình thức là gửi xe chứ không gửi bưu điện các bác nhé. Hàng bên em Yến tuyệt đối không gửi bưu điện, nên là mong các bác thông cảm. Các bác có thể ra quốc lộ chính hoặc ra những cái trục đường của xe, có xe ô tô chạy đấy để đón hàng. Và video em hôm nay xin được kết thúc tại đây nhé. Em chào tất cả mọi người nhé.